Chúng tôi đặt chân đến Fukushima trong một ngày đầu tháng 3 năm 2018. Tại những địa phương gần biển như thị trấn Namie, thị trấn Okuma, vẫn còn dấu vết gợi lại những giây phút kinh hoàng mà sóng thần và sự cố điện hạt nhân gây ra cách đây 7 năm. Thế nhưng, càng vào gần trung tâm, những hình ảnh đó ngày càng ít đi, nhường chỗ cho các nông trường, công trường xây dựng và các ngôi nhà mới. Người dân Fukushima sau một thời gian dài chạy lánh nạn thảm họa sóng thần và hạt nhân đang trở lại để xây dựng quê hương. Đây là quê hương của tôi. Thảm họa sóng thần xảy ra vào ban ngày. Chúng tôi đã lánh nạn tại các trường học, khách sạn, quán trọ của địa phương bên cạnh. Sau khi tình hình ổn định, tôi trở về để cùng mọi người xây dựng lại vùng đất này. Bây giờ người dân có thể tự do tiếp cận khu vực. Chúng tôi đang triển khai kế hoạch tái thiết khu vực, gồm xây dựng một khu phố nhỏ ở Okawara, trong đó có trụ sở làm việc, nhà ở, khu vực buôn bán, công viên. Tạo công ăn việc làm cũng là một trong những chủ trương quan trọng trong chương trình tái thiết Fukushima. Các công ty, nhà hàng đang được mở ra tại đây. Chúng tôi đã từng nghe nói không thể nào khôi phục lại hoạt động kinh doanh của mình, cũng như khởi động hoạt động buôn bán thương mại tại Namie. Vì vậy, chúng tôi là những người đầu tiên đến đây với mong muốn các bạn trẻ nối tiếp chúng tôi đến thị trấn này. Để kêu gọi các bạn trẻ đến Namie, tôi quyết định mở nhà hàng Kitchen Grandma. Động đất, sóng thần và sự cố hạt nhân đã khiến Fukushima gặp vô vàn khó khăn. Vì vậy, tôi muốn đóng góp vào nỗ lực tái thiết vùng đất này. Tôi rất yêu anime và nếu như tôi có thể cùng tạo ra những nhân vật anime đem lại niềm vui cho người dân nơi đây thì tôi rất vui lòng. Ở Fukushima không có tàu điện nên với tôi việc di chuyển có bất tiện đôi chút. Ngoài ra, các cửa hàng ở đây vẫn còn ít nên việc mua sắm bị hạn chế. Tuy nhiên, những bất tiện nho nhỏ đó không ngăn cản tôi đến với Fukushima. Fukushima, với lợi thế về giao thông, cách thủ đô Tokyo chưa đầy 2 tiếng đi tàu cao tốc Shinkansen, vốn là một địa phương sầm uất. Thảm họa ập đến, biến Fukushima trở thành một trong những địa phương có dân số ít nhất Nhật Bản. Đến nay, sau 7 năm nỗ lực của người dân và sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, Fukushima đang từng bước hồi sinh với hy vọng sớm lấy lại vẻ đẹp vốn có. 7 năm kể từ ngày người dân Fukushima phải rời bỏ nhà cửa để chạy trốn sự cố rò rỉ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 do ảnh hưởng của thảm họa kép động đất sóng thần. Cuộc sống nơi đây đang từng bước được người dân xây dựng lại. Những ngôi nhà, công viên, cửa hàng đang dần dần mọc lên để chào đón mọi người đến với vùng đất này. Với những nỗ lực không mệt mỏi suốt 7 năm qua của những người dân nơi đây, hình ảnh một Fukushima hoang vắng đang nhường chỗ cho một Fukushima mới đang hồi sinh một cách mạnh mẽ. Nguyễn Tuyến, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, đưa tin từ Fukushima, Nhật Bản.